chuyện to nhà em đây. Cái đạp đá, rồi đổi vô. Rồi, đổ vô, đổ vô, đổ vô. Trời, giỏi quá. Tiếp tục, tiếp tục. Yeah. 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 Hay quá. Đội này nhiều cục bông gòn hơn chiến thắng. Hãy chọn vật dụng. Dạ, vật dụng để múc rồi anh. Đúng vậy. Wow, anh chọn cái giá to to đi. Em phải tin chị. Còn gì đâu chọn. Một chén cơm, hai chén mắm đó nha. Vật dụng số 2. Số 2. Số 3. Được cái... Số 1. Số 1. Số 1 là... Yeah, to nhất. Múc bông gòn nó bay mất tiêu. Nhưng mà đỡ hơn cái dĩa chứ. Không, cái dĩa người ta xúc đúng rồi, người ta đó, ghim nó ngon hơn. Được trước, ngon hơn chứ. Cái nĩa người ta ghim ngon hơn. Cái quy định là múc mà à, không có xỉa vô. Mình là hẻo nhất á chị. Xỉa vô được chứ. Thử đi. Trời. Rồi, cặp đầu tiên là Lâm Tử Dạ và Vĩnh Râu, xin mời. Đây, mời đeo vô. Ê, sao mình ngu quá ta, mình mở mắt trước đã, mình lội nón rồi, sao mình tính tước. Ờ, ha, ngu thiệt đó chứ. Cái này cái dây nó không có được ngon nè. Rồi vô rồi đó. Dạ, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trong một phút, thưa quý vị, chúng ta sẽ chia ra làm hai. Mỗi thành viên sẽ có 30 giây để múc. Sẵn sàng chưa? Nhưng mà phải nói để em biết em có đúng hay không. Thì đúng, ai nói gì đúng, nói đúng. Có thấy đâu nghe, nói bạn nghe. Có quyền được nói, chỉ có điều là bạn không thấy gì để nói thôi. Nghe cái giọng em ở đâu là cách trên cái giọng em khoảng 3 phân là thả vô. 30 giây dành cho riêng Dạ và 30 giây dành cho cả Vinh Râu. Chuẩn bị, bắt đầu. Có chưa, có chưa? Trời ơi. Bỏ vào cái tô của mình đó chứ. À, bỏ vào Vinh Râu. Đã có alo. Cái gì đâu, múc lại đi. Alo, alo. Chưa cái gì mà đổi vậy? Tới là lên nha. Trời ơi, xuống. Tới là lên. Rồi, bỏ đi, bỏ đi. Tới là lên. Không được giờ. Không có được giờ. Lấy cái gì á, làm cái, lấy cái nĩa làm cái tay. Lấy cái đũa làm cái tay, hiểu không? Lên. Tới chưa, tới chưa? Thả đi. Có cái gì đâu mà có chưa, có chưa? Rồi. Xong chưa, xong chưa, xong chưa? Chưa, 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 chưa. Chưa luôn, chưa luôn. Rồi, đổi lên, đổi vô, đổi vô. Vinh cúi xuống, Vinh cúi xuống. Cúi chứ phải là thấp. Cuối cái đạp đó, rồi đổi vô. Rồi, đổ vô, đổ vô, đổ vô. Trời, giỏi quá. Tiếp tục, tiếp tục. Yeah. 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 Hay quá. Ủa, nó không ra vậy? Thấy vậy? Cái đó đâu, cái đó đâu. Rồi, sẵn dưới luôn nè. Rồi, rồi, cái thùng trước chị mặt ơi, rồi. Chị ơi, nếu chị không ngại. Nếu chị không ngại chị tới chị la lên em lấy cái đầu em cả vô nha. Vinh ơi, chị tới với em đây. Vinh ơi, chị tới với em đây. Rồi rồi. Vinh ơi, làm sao mà chị muốn không trúng được. Em lấy cái đầu em cả vô. Yeah, ok. Em lấy cái đầu cả cả rồi Vinh ơi. Ô. Em lấy đầu cả vô nè. Rồi rồi rồi, Vinh 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 Vinh. Rồi cẩn thận, cẩn thận, sớm nè, vô nè. Cẩn thận. Lên 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 lên. Vô 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 vô. Rồi đổ đi, đổ đi. Mình đổ đi, đổ đi. Từ từ, cái đầu em đâu? Đây, đầu đây, đâu? Đây, đây. Đây rồi. Yeah. Yeah. Rồi, một tư thế một. Chị vũ vũ lại cái đó có dính dính cho có muộn không? Vũ lại cái đó có dính dính cho có muộn không? Rồi, rồi, rồi. Trời ơi. Đi thẳng, 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 thẳng. Rồi, rồi, rồi. Có cảm giác như có gì đó rớt xuống rồi đó. Ok, ok. Trời ơi. Chị cứ tới chị la lên nha, em quấy cho. Em quấy cho chị. Quá. Chị đem vào, đem vòng lâu rồi, cái thêm một game giết đi. Em quấy, em quấy. Em quấy rồi. Ok, em. Rồi, rồi. Rồi. Em dẫn đầu lên nha. Rồi, chị nhìn là chị biết mà. Ok. Xong chưa, xong chưa? Ok, tới chị nữa đúng không? Rồi, rồi. Cẩn thận, cẩn thận nè. Yeah. Rồi, đợi Vinh qua múc. Game này chị dạ tỏa sáng chị ơi. Rồi hả? Đây. Hay quá, dạ ơi, hay quá. Rồi, tới rồi, mình cặp nhau rồi, mình cặp nhau đây. Rồi. Ngứa con mắt quá. Chị đứng đâu được. Đây, nó đây, nó đây. Rồi, tới rồi. Rồi, múc. Em thấy chị chưa Vinh ơi, em múc được chưa? Có rồi. Múc ok, ok, ok. Vô chưa, vô chưa? Sao nó quá trời luôn. Wow. Rồi, đổ thùng này. Đổ vô cái thùng nè. Rồi rồi. Gắn lên, gắn lên. Chị ơi, chị nghiêng đúng như cái cần cẩu á chị. Sao
sao lại có hạt cơm rớt vào đây ta? Vinh ơi, được chứ Vinh, lâu quá vậy Vinh. Rồi rồi rồi, đang qua nè, đang qua nè. Chị đợi em lâu quá Vinh ơi. Em ơi. Chị đây. Tới sớm quá vậy, rồi ôm luôn đi. Wow. Chưa cho đổ đây rồi. Vinh giỏi quá à. Rồi em đi tiếp nha. Chuyến này chuyến mang. Hay quá hay quá. Vinh ơi em xong chưa Vinh ơi? Lâu quá Vinh ơi. Chưa có trò chơi nào. Chị thấy nhàn hạ như trò này. Chị đây. Em thấy cái này nó bắt đầu nó có lý rồi đó chị. Ok em. Vô. Em có kinh nghiệm rồi. Em có kinh nghiệm rồi chị ơi. Chị cũng vậy. Đó. Vũ cái mũ. Rồi. Lẹ Vinh ơi, sắp hết giờ. Mua với con này. Gì dữ vậy? Quá trời luôn. Cả như chị đây. Ê, coi chừng cái này nha, người ta nói quá trời luôn đó. Coi chừng. Vũ cho cả. Vũ rồi. Rồi. Đếm đi anh. Hết chưa? Rồi. Yeah. Mời mở mắt nào. Trời, chắc là đội mình thu hoạch được nhiều lắm đây. Ủa? Thưa quý vị, có một cái cục này là dính trên cái vai rớt xuống không tính. Và như vậy các bạn rất xuất sắc mang về được 1, 2, 3, 4, 5 cục bông gòn. Trong 5 cục này là mấy cục của ai? 5 cục này thì tất cả là của Vinh. Nói chơi chứ. Tất cả là của Dạ. Mà thôi, của ai thì về nhà coi tivi đi. Có những lúc mà trên mũ nó không có bông mặt tự tin lắm. Vinh ơi, để cho Vinh lâu quá vậy Vinh. Rồi. Đang qua nè. Chị đợi em lâu quá Vinh ơi. 20:03 tối nhật trên HTV7. Tự coi tự đánh giá mình. Cặp tiếp theo hãy đi quên. Chị thấy làm trò cười cho thiên hạ như tụi em. Đời đó nguy hiểm trước. Sẵn sàng chưa? Dạ. 1 phút chia đều cho hai bạn. Mỗi bạn có 30 giây. Thời gian bắt đầu. Dạ. Cắm vô. Đúng rồi. Vinh ơi. Ok là. Trời gì nhiều vậy? Cái nhiều chứ. Đúng rồi đó. Đây. Sợ rớt hứng đấy. Hứng không được đâu, rớt bỏ. Đúng rồi, đang dính, yên tâm, bông gòn nó dính thì làm sao mà rớt. Rồi, đúng rồi, tiến tới đây, bỏ vô đầu chị đi, bỏ vô. Lấy tay kìa. Đâu. Rồi, vũ vô. Không được rồi, tay. Rồi. Xong chưa? Rồi. Ê, ai rồi, chìa cái dĩa cơm rồi. Sườn cho bà vô bà ghim đi. Rồi. Tới chưa vậy? Rồi, đang qua. Nghe được rồi đó. Rồi. Rồi. Ok. Hay quá, Vy ơi, xuất sắc Vy ơi. Hay quá, chị Ly ơi. Trời ơi. Còn dính với tôi. Đừng có nhắc, Chưa? Không rớt. Hay lắm, tự tin lắm nha. Rồi. Ủa hồi nãy được rồi. Bỏ xuống. Em có cảm giác là chị gì lắm á. Như em ra ngoài rồi. Không có. Rồi, chị đi, để nguyên cái đầu chị đi. Rồi. Trời, xỉa lại lũng đầu người ta. Mày có rớt gì không? Hay có. Còn dính hết trên đầu luôn á, nãy giờ đầu cũng giờ. Mình phải đâm sâu xuống. Nghe thấy gì rồi. Trời ơi, này khó à. Trời ơi. Chơi vậy ai chơi lại trời. Vô chơi. Đi. Nha. Chị có chừng chị ngửa nha. Ok. Khoan nha. Ê, em có cảm giác nó dướng vô đây luôn á. Dét rồi nó lím đây. Được rồi. Cái này bông gòn chứ đâu phải mứt đâu ta. Nhiều lắm nha chị Ly. Lắc cho sạch, lắc cho cực.
kỹ, lắc cho kỹ, lắc nữa. Trời ơi. Rồi. Ấy hồi trước đâu á. Một chuyến đó là bằng chục chuyến mình luôn á. Đi rồi, đổi bên. Ủa, đổi bên. Harry qua đây nào. Đi container không ạ? Trời lâu quá. Nè, bà này dắp cái xô cái thùng té hết nè. Ủa, cái thùng đây là bông gòn nhé, đây là bông gòn nhé. Cầm thiệt dài ra nhé. Dạ. Đây là ngựa nhé. Dạ. Rồi, mời Múc. Rồi, qua chưa. Hay quá. Đang qua nè, em đang giơ tay rồi nè nha. Ok. Bơi nữa chứ trời. Rồi, em thấp xuống rồi nè. Bơi chân. Rồi. Ôi, chị đi chỉ sợ cái tôm. Xuống chưa? Wow. À, chưa? Hay đó, quá, rồi, quá. Có gì đó sai rồi đó. Đúng là sợ cái tôm khác. Cẩn thận. Có gì đó sai rồi đó, thở vô. Sờ được cái tôm có khác luôn á, thiệt. Hay quá, chị đi sờ chúng cái tôm có khác liền. Một tay thôi. Một tay em. Rồi, ok. Từ từ. Qua chưa? Đang qua. Rồi. Wow. Người ta không cho mình xài tay, mình xài cái chân trái á. Nè, rồi. Đây, em khum ở đó, em khum xuống rồi đó. Ok. Rồi. Đây chụp. Kim tô. Cao. Qua trái. Rồi, thấp xuống, đụng cái tô là hiểu liền. Ờ. Đó. Rồi, mở vô. Hay quá. Rồi, đổ vô. Lắc đầu đi. Rồi. Bà Harry chơi hay hơn hẳn chứ bộ. Nghe hay hơn, không biết có khe không trời. Tay đâu? Đây. Kê. Trời ơi. Quá hay luôn á. Wow. Trong đá banh người ta gọi cái này là hắc chít nè. Ba lần liên tiếp luôn á, hay thiệt. Trời ơi, cái tô đâu chị? Cái tô đó chị, dưới tay tay chị là cái tô. Đó, đúng rồi. Rồi. Rồi, vô. Rồi, hết giờ. Hay quá. Cái 100 cú rất là giải trí nha. Ê, như một trò hay. Cũng được. Hay á. Có một cái cục, có một cái cục nó dính từ trên cái nón nên không tính. Chúng ta còn lại 1. Cũng được rồi kìa. 3. 4. 5. Cái kia là một đợt. 6. 7, 8 và 9, 10. Wow. Giỏi. Mình rớt quá trời luôn. Trời, mình giỏi dạ. Giỏi đó. Trời, mình giỏi dạ. Ủa, cái này là mình rớt đó, đúng không? Rồi, mời cặp còn lại. Đội chúng tôi đã có thời gian coi hai đội trước chơi rồi, cho nên là không còn ngây thơ như vậy đâu. Hay đổi chứ, em đổi tin rồi như vậy. Rồi, sẵn sàng chưa? Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Rồi, một pha sút cái rồi. Wow. Múc lại đi anh Tiến ơi. Hả? Tại sao? Cái xẻ này lợi thế, múc lại đi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Tiến đi em múc lại mấy cái wow vậy là không có gì đâu. Đúng rồi. Anh em mình phải rút kinh nghiệm. Quá trời quá. Hồi nãy tới 8 cục lần á. Wow. Trời, dữ vậy. Cái wow sao lại không đó phải khác rồi. Phá đâu rồi? Đây, em đây. Cái đầu em đâu? Em đang ở dưới, đây, đầu đây. Đầu đây đó. Đây. Để em cái đầu, đừng em nhất gì hết. Đầu em ở khoảng nách anh đó. Hay quá, trời ơi. Từ nha. Vô chưa? Từ nha. Rồi, đúng rồi, vô. Từ nha. Không nên khóa. Vô rồi. Gạo thấy cọp đó. Em thấy nó rớt vào vai rồi. Thề đi, thằng không nói nó không thấy, thề đi. Thề luôn á. Wow. Trên vai đó mà. Wow. Trời ơi. Wow, phá đâu rồi, phá. Đây. Phá đâu. Đây. Quá trời luôn. Đây. Nha. Em lại. Rồi. Từ khóa. Tính nó múc qua trời khóa làm hư bột cái đường hết trơn. Ok chưa bay. Bắt sao tôm. Anh ăn sao tôm nha ba. Wow.
Wow. Trời ơi, chơi vậy cũng được luôn hai, hả? Hai. Trời ơi, dữ vậy. Nó kẹt cái lòng trong kia kìa. Hai. Trời đây, em đây. Em lại ở nách anh á. Cứ dưới nách nha. Rồi. Được chưa, sao nó chưa thấy đụng vào đầu em đấy. Rồi. Bây giờ cứ đụng vào là gõ ba cái nha. Rồi, đổi. Em chưa đổ mà. Đổ sao đi rồi. Đổ một coi. Lắm vô quá, còn dính một miếng trên tôm kìa. Em không tin chị đâu. À chứ. Hồi nãy đó là em đưa cái đầu vô là ngay nách anh đúng không? Đúng rồi. Anh thấp hơn xíu anh đưa cái đầu là ngay cái đầu gối em nha. Cầm dài cái cây xẻng ra nào. Dài nữa. Rồi. Đó. Hay quá trời. Có. Mấy tiếng vào cái gian lạnh quá. Ủa trời ơi. Wow. Trời ơi. Muốn cái gì mà kỳ vậy? Anh ở đâu? Đây, anh đây. Chết với em. Đây. Đâu rồi? Đây nè. Đâu? Nè, cái đầu nè. Đó, thấy cái đầu không? Đầu đây đúng rồi. Cái đầu đó. Đập mạnh lên. Mạnh lên mới xuống được. Ok chưa? Rồi. Khoa hóa đầu khoa. Xuất sắc. Khoa thấy đường không? Khoa, em thấy đường đúng không? Không. Chơi trung thực nha. Em không thấy một cái gì hết. Tính ra như anh tính coi mà dễ đổ vô cái thùng nó hơn nè. Người ta nói mình thấy được hay không tức là phát đó mình múc rất được nhiều. Đúng. Đúng rồi, với phát này em múc vô mà chưa có nghe qua ai gì hết nha. Cây muỗng đó. Cái ơi. Anh đây nè Khoa ơi. Cây muỗng đó. Chút xác Khoa. Cây Khoa nè Khoa. Nè cái đầu anh nè. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Ok rồi. Vô phát này nghỉ chơi luôn nè. Cái muỗng nó nặng lắm. Kéo cái quát Khoa xuống nữa. Không có gì sai được. Không thấy gì hết mà. Cố lên coi. Phát đó là nghỉ chơi rồi. Anh nghĩ kỳ này là mình múc hết nửa cái thùng bông gòn đó đâu ra. Xong chưa? Thôi. Đây, đang vô. Thôi bình tĩnh thôi. Đây. Đây. Đây, thấy không? Anh... À, tình cảm quá à. Ok chưa? Rồi. Ok ha. Tao nếm, chưa em nếm thử coi vừa miệng chưa? Rồi ok rồi. Trời ơi. Đang múc hả Khoa? Em đang tới đây. Ừ. Thấy cái đầu không? Đây, cái đầu đây. Đầu nè. Thấy không? Ok. Hết giờ. Anh chọn hết giờ phải để cho nó uống chứ. Trời ơi. Đổ đi, rồi xong. Mời cái này nó nặng lắm. Đồ em thắng rồi. Đây, chắc chắn là hơn con số 10. Một nuôi. Phải vậy chứ. Như vậy là đội chúng ta là đội thắng. Nhưng vị trí thứ nhất. Rồi vị trí thứ hai là Harry. Thứ ba là đội Vinh. Mà game này là một game hài. Mình chơi để tạo tiếng cười. Nên không có điểm thưởng. Trời ơi, em hay quá à. Thiệt luôn á, em làm cho khán giả cười quá trời luôn á.